Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì con mời quý cô chú cùng ghé lại vườn của anh Bình hay cô chú bonsai đồ xưa cũ Thanh Bình để giới thiệu đến quý cô chú một số cái món đồ độc đáo của anh nữa. Thì trên kênh ngoài những cây kiểng ra thì mình có thêm đồ xưa cũ hay cô chú, đồ gốm, đồ sứ. Thì rất mong quý chú xem, yêu thích thì mình giao lưu ha. Dạ, em chào anh Bình ơi. Rồi, đồ xưa của Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh nè. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với bà con là một số đồ gỗ nha bà con. Bữa nay đồ khá chuẩn và đẹp nha. Dạ. Đồ gỗ gồm có em được một bộ khánh rồng, một bộ trường kỷ và tranh tứ bình, tranh khảm ngà đá nha bà con. Và một cái bàn nghi để giao lưu với bà con. Dạ. Số điện thoại giao lưu của em là 0939 44212 12 nha bà con. Số này chuyên bên mà gỗ gốm đồ xưa cũ nha. Đó, mã số 1 đầu tiên là một bộ khánh rồng nha bà con. Bộ này hả? Đúng rồi, bộ khánh rồng. Đó, bộ khánh rồng này chất liệu là gỗ gõ đỏ, hàng này là khá cũ rồi nha bà con. Cũng mấy chục năm rồi ha. Hàng này là qua văn là đục chạm rất là tinh tế và đẹp nha. Đó, đem ra thông số cái bàn trước nha bà con. Đó. Cái bàn này chiều cao là 75. Đó. Được. Ngang như vậy đó là 65, tổng chiều dài cái bàn 146. Đó, cái bàn này chất liệu là gỗ gõ đỏ toàn bộ hết ha. Bà con mình nhìn thấy cái vân gỗ rất là đẹp luôn đó. Hàng này là hàng đẹp nha bà con, hàng khá chuẩn đồ nha. Đó. Đó, những cái vân gỗ khá đẹp nha bà con, vân tự nhiên ha. Đây, đây là cái chân rồng ha. Đó là khánh rồng ha. Này có cái bộ này thì nó khác hơn tăng cái là nó, cái bộ này thì bốn cái chân nha bà con, còn cái ghế nó là nó tới 2, 4, 6 chân nữa nha. Dạ. Đó. Chân rồng đạp trên trái trâu. Đúng rồi. Đó. Làm rất là đẹp cái này, làm cũng khá tốn gỗ nha bà con. Những cái mẫu như vậy ha. Ngang như là anh thấy là chính rồi ha. Đó, chỗ lớn nhất này ha. Đục chạm, rất là đẹp luôn. Đó, ở đây đục chạm có lông phụng, rồi có lân nha bà con. Đó, rất là đẹp luôn. Đây. Chú thấy bên đây mình xem ha. Đó bà con mình xem những cái nét đục chạm ở đây. Đó là những chim hoa. Ở đây thì lân nha bà con. Đây là lục cái ô này là lân ha. Ở đây chim hoa, những cái bông hoa cúc rất đẹp luôn. Ba con thấy lân được luôn ha chú. Ở bên đây là cái cặp phụng ha. Đây là phụng nha. Hai bên là cặp phụng nha chú. Đó, rất đẹp. Đây là rồng ha. Tay cầm mình là rồng. Rất là nhiều chi tiết anh ha. Đúng rồi. Cái này là 3-4 phân nha bà con. Còn đây qua đây thì 6 phân. Đó, đục chạm là còn 6 phân này cũng khá lớn khi mình đục chạm là gì ha. Dạ. Nó chỉ đục một mặt trước thôi nha bà con, mặt sau là mình không có nha. Dạ. Ở đây là 6 cái chân là nha quý vị. Đúng rồi, đây là 6 cái chân. Đó, 6 chân đạp châu hết ha. Dạ. Đó. Cái bộ này thì nó 3 món nha bà con. Này cũng khá là nặng nha, rất là nặng nha. Rất là nặng nha, bộ này ha. Đó bà con mình xem cho kỹ ha, để em đo cái thông số cái ghế luôn. Đây, cái ghế vị trí này đây, chiều dài đây là 192 nha bà con. 192. Đó, lọt lông. Lọt lông vị trí này là 182. Yeah. Đó, cái mặt dáng ghế này dân gỗ rất là đẹp luôn, gỗ gõ đỏ nha, 50. Đó, vị trí này. Đó, còn cái chỗ này là kiểu chỗ này là 46 47 nha. Đó bà con nhìn thấy rất là đẹp nha. Đó. Mình xem kỹ nha. Đó, những cái vị trí nào không gõ không hiểu bà con cứ liên hệ qua số điện thoại kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết đó cho mình xem cho nó dễ nha. Đó bà con mình xem cái bàn đi, những cái nét đục chạm ở đây, đây là con lân nha bà con. Đó, bên đây thì rồng ha, lân và rồng ha. Đó, dạ, rất rồi. Đẹp luôn đó. Cái ghế kỹ là không nhờ, đúng rồi, ghế có gì thì bà con cứ liên hệ qua số điện thoại em có để trên màn hình nha. Bộ này rất là đẹp nha bà con. Cái giá thì em giao lưu bà con mã số 1 này giá chỉ là 57 triệu, em bao ship toàn quốc ha, 57 triệu. Đây bà con mình xem cái mặt sau ha, mặt sau là không đục chạm nha. Đó, dạ. Mặt sau này không đục anh ha. Đúng rồi, đó, mặt sau này nó không có đục nha. Có phần trước rất là đục, sạch sẽ. Đó, bà con mình nhìn xem cái vân gỗ rất đẹp luôn. Dạ. Đó, này cũng khá cũ rồi ha, cũng mấy mươi năm rồi ha bà con, 20-30 năm rồi ha. Rồi tiếp được. Theo, em có một cái bộ tứ bình mã số 2 ha. Rồi, bộ tứ bình. Đây. Rất là đẹp luôn cái bộ này, ốc là ốc đỏ lửa rất đẹp nha bà con. Ốc này là khá là chuẩn ốc luôn nha, ốc Singapore ha. Chiều cao là 117 nha bà con. Đó, ngang như gì? Đó, ngang như là 38 nha, khá lớn. Đó, còn cái miếng tranh ở trong đây là 20 ngang. Chiều cao là 100 nha. Đó bà con mình xem. Đây, những cái vàng ốc nó rất là đẹp luôn. Ở ngoài nhìn rất là đẹp, đỏ rất là sắc nét nha bà con.
Đó, ở đây là có những cái bài thơ luôn nha, cái này thì em chưa có dịch được nha. Đó, cũng khá là nặng, bộ này chất liệu là gỗ gõ đỏ đó nha bà con. Đây, mặt sau cũng khoảng 20 năm rồi nha bà con. À, khoảng 20 năm. Đó, bộ này thì em giao lưu bà con có giá là 12.500.000, em bao ship toàn quốc, mã số 2 nha bà con. Bà con mình xem kỹ lại nha. Mã số 2. Cái nào không kỹ không rõ bà con cứ việc liên hệ qua số điện thoại kết bạn Zalo với em 0939442212. Em sẽ gửi thêm những hình ảnh chi tiết mình cần để cho bà con mình chốt hàng cho nó dễ gõ nha. Đó. Dạ, rồi bà con rồi. Mình xem kênh thứ hai đó, trên kênh Lục Tỉnh Miền Tây đó, bà con cho em một lượt xin một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha bà con. Đó, em chân thành cảm ơn bà con nha. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cái bàn nghi nha bà con. Đó, bàn nghi. Hàng này chất liệu là gỗ gõ đỏ, rất là đẹp nha. Đó, cái này còn đóng bộ em chưa có vệ sinh đàng hoàng ha. Đó, trên đây thì một mặt bàn khá là lớn rộng nha. Dạ. Ngang. Ngang là 68, ngang là 68 nha bà con. Chiều dài cái gì? Là 127. 116 nha bà con, là chiều cao nha. Đó, bà con mình xem ốc đỏ lửa rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây, cái này là 40 nha bà con, cái dìm này ha. Đây bà con mình xem. Rất là khéo và đẹp luôn. Đó, làm rất là tơi tóc, khảm rất là ốc màu sắc rất là đỏ và đẹp nha. Dạ. À, theo thời gian thì cái màu ốc nó lên khắc rất là đẹp nha bà con. Gỗ thì cũng khá đẹp luôn. Rồi. Đó. Đó, bà con mình xem có gì không gõ thì em sẽ gửi thêm hình ảnh Zalo ha. Đó, cái chân này thì là 7 phân nha bà con. Trên đây là 7 phân nha. Ở dưới đây cũng là 6 phân máy nha. Đó, chân này chân khá đẹp luôn. Cái này rồi. Cũng cao và đẹp nha. Giá như thế nào? Đó. Cái này thì em giao lưu bà con giá là 29 triệu, em bao ship toàn quốc nha bà con, 29 triệu nha. Đó, em bao ship toàn quốc. Đó, bà con mình xem cho kỹ ha. Đó, đây là ba mặt khảm ha, mặt sau thì chưa khảm nha bà con, không có khảm nha. Rồi, bên này không khảm nè. Mặt sau thì không khảm nha bà con. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, nhiêu anh? Cái này thì em giao lưu bà con là giá 29 triệu, em bao ship toàn quốc nha. 29 triệu em bao ship toàn quốc, mã số 3 nha. Rồi tiếp theo mã số 4. À, mã số 4 ở trên nhà em có một cái bộ trường kỷ nha bà con. Bộ trường kỷ này rất là đẹp luôn. Gỗ cũng là gỗ gõ đỏ nha bà con. Ôi, gõ mật. Cái này chất liệu là gõ mật nha. Rồi. À, rồi em đo thông số ha. Cái này bộ này rất là kịch cộm luôn nha. Yeah. Đầu lăn chân cá rất đẹp nha. Chiều dài chân móng chứ. Chiều dài cái bàn là 159 rồi 160 nha. Đó. Chiều ngang là 60. Đó, cái bàn này thì ở trên nhà thì nó hơi tối một tí nha bà con. Đó, nên yeah. Mình chưa có thấy cái hết cái dân gỗ ha, cái dân cây vậy ha. Rồi cao như gì là 76. Đó, cái dìm bàn này là 22. Cái bộ này làm rất là sắc nét, rất là đẹp nha. Cái ngang như gì là 10 nha. Đó, cái chân móng này rất đẹp luôn. Bà con mình xem ha, nó kịch cộm và nó lớn luôn nha bà con. Yeah. Chân bên đây cũng vậy luôn ha. Đây là cũng khoảng 10 luôn. Đó, là cái miếng cái bộ này thì là hàng mỏng lắp gáp lại nha bà con. Cái này là mỏng lắp gáp lại nha. Cái này bà con nếu như có chốt á, mình cần cho nó, mình vô keo rồi cho nó cứng á, thì em sẽ làm luôn cho bà con để cho nó cứng luôn. Rồi tiếp chạm. Theo em rất sẽ đo đẹp, chú. Em sẽ đo cái ghế. Hàng này qua dăng đục chạm rất là đẹp đó. 198 nha, là cái chiều dài phủ bì. Đó, cái lọt lồng này là 183. Ở cái chiều cao, bà con mình xem ha. Cái chiều cao là 112. Cái này đục chạm hai mặt rất là đẹp. Bà con mình xem những cái song tiện này ha. Mình vẫn xài bình thường nha bà con. Yeah. Cái trên đây là tùng lộc nha, chim hoa. Bên đây là tùng lộc ha. Đó, đục những cái tích khá đẹp luôn. À, đây những cặp chim luôn ha. Đó, hàng này hàng đục chạm rất là đẹp. Đó, em đo thì một cái ghế trước ha. Đây, bên đây một cái nữa. Cái này nếu như ở ngoài mình xem cái dân gỗ rất là đẹp luôn. Đó. Còn cái dìm này thì em sẽ đo cho bà con mình tham khảo, em báo luôn hay là 22. Đó. Rất là to của chú ha. To. Cái này là bộ mà vậy, trường kỹ song tiện nha, đại nha bà con. Từ cái chỗ ngồi lên cái thành dựa của mình cao nhất như là 64 nha. 64. Cái bộ này thì em giao lưu với bà con giá là 43 triệu, mã số 4 nha. Em bao ship toàn quốc. Bà con xem không kỹ không gõ chỗ nào, liên hệ qua số điện thoại em sẽ gửi hình ảnh chi tiết để cho mình xem cho kỹ, gõ mình chốt hàng cho dễ nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 5.
Mã số 5 này thì em có một cái tấm tranh khá là đẹp ha, chất liệu là gỗ trắc nha. Đó, trắc rất là đẹp luôn. Gỗ này cũng khá cũ khá xưa nha bà con. Cái này khảm vừa đá vừa ốc vừa nghe vừa gỗ nha bà con. Những cái loại đá đẹp, đá tốt nha, làm rất là sắc nét ha. Bức tranh này rất là đẹp nha bà con. Đó, mình đáng sưu tầm ha. 57 là chiều cao. Đó. 57 chiều cao, chiều dài là 130 nha bà con. Đó, dài 130. Đó bà con mình xem đi ha. Đây là tức là tùng lộc nha bà con. Đó, tùng lộc hoặc là tùng nai ha. Đó. Bên đây, bên đây cũng có những con lộc luôn nha bà con. Ở trên đây là những con hạt luôn nha. Đó, bà con mình xem rất là sắc nét. Ở đây gồm có là những cái loại đá, đá này khá tốt nha, khá đẹp nha. Đây. Đây. Gỗ, đúng rồi, đá gỗ. Ngà luôn anh. Đúng rồi, ngà luôn. Rồi cái này là ốc nha bà con. Đó, nhìn rất là sắc nét và đẹp ha. Ra cái dáng nhìn rất đẹp. Này tranh này khảm nổi nha bà con. Đó, mã số 5. Năm này thì em giao lúa bà con là 28 triệu ha. Đây cái vàng đốn này là 5 phân ha. 5 phân hơn nha. Đó, khảm ở đây thì những cái đục vàng khung này như là những cây tre nha bà con. Đó, khung tre ha. Rất đẹp. Rồi, 28 triệu em bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 6. Số 6 em có một cái cặp cá, một cái dĩa khảm cặp cá ha bà con. Ly ngư vọng nguyệt ha, sông ngư vọng nguyệt. Chiều cao dĩa là 40 nha bà con. Đó, cái này thì là nó 47 nha. Con ốc này thì nó theo thời gian nó đã lên màu vàng chanh đỏ lửa rất là đẹp nha. Đó, gỗ là gỗ gõ đỏ. Đó, hàng gỗ gõ đỏ nha bà con, là dòng gỗ tốt nha. Đó. Rồi. Con rất xem nha. Nhiều chi tiết ở trong này. Cái này là khảm rất là nhiều ốc nha. Đó, vàng chanh đỏ lửa ha, vàng chanh xanh lá đỏ lửa đây, mặt sau nha bà con. Đó, nguyên một khối gỗ liền nha. Đó, mình một miếng gỗ liền, đó mình khảm ra nha. Cái dĩa này thì theo cái chân luôn. Em bao ship cho bà con với giá là 2.800.000. Em bao ship toàn quốc cho bà con mình nha. Yeah, 2.800.000. Mã số 6 nha bà con. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 em có một cái khai gỗ cẩm và một cái bộ bình 6 cái một bộ ấm trà 6 cái chung để giao lưu với bà con. Ngang là 20, dài như là 35. Đó. Chất liệu là gỗ cẩm nha bà con. Khảm thì khảm đều hết 5 mặt ha. 4 mặt và một mặt giữa là 5 mặt nha. Rất là đẹp luôn. Này khảm cũng khá nhiều ốc nha. Yeah. Đó. Đây. Bà con mình xem đây. Gỗ cẩm thì là cũng dòng gỗ quý nhất Việt Nam mình hiện nay nha bà con. Nó là nằm trong danh mục gỗ quý hiếm nha. Đó, khá đẹp luôn. Đây. Đó, mặt trong nha. Đây, dưới đây. Rồi cái gỗ cái khai này thì em giao lưu với bà con có giá với cái bộ bình này ấm trà này luôn có giá là 3 triệu em bao ship toàn quốc nha bà con. Yeah. 3 triệu đồng em bao ship toàn quốc nha. Mã số 7 nha. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 em có một cái gia đình nai nha bà con. Tuần lộc ha. Đó. Tuần lộc nha bà con. Khá là đẹp luôn ha. Này chất liệu là đồng nha. Đây cái chiều dài như gì đó là 37. Đó cái chiều ngang như gì đó là nó 12. Cái chiều cao này là 32. Đây nhìn cái cặp sừng đó và con tuần lộc này làm rất là đẹp nha. Đó, rất là sắc nét và có hồn nha bà con. Đó, chất liệu là đồ đồng nha. Cái này cũng khoảng 20 mấy năm rồi nha, khá là nặng nha. Cái này thì em giao lưu bà con giá là 3.100.000 em bao ship toàn quốc nha. Mã số 8 nha bà con. Đây mình xem á, làm rất là đẹp luôn, rất là khéo luôn. 3.100.000 em bao ship toàn quốc. Cái này khoảng 4-5 kg nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 9. Số 9 em chở ra ngoài nha bà con. Đó. Đó, số 9 này thì em giao lưu với bà con một cặp voi nha. Đó, voi này là voi chào nha bà con. Cặp voi này hàng gốm này, gốm Biên Hòa cũng cũ rồi nha. Đó, rất là đẹp luôn. Hàng này theo thời gian thì cái màu men nó cũng đã lên men rồi ha. Chiều cao là 62. Đây tổng cái chiều dài luôn gì đi là gần 70 rồi nha bà con. 69 gần 70 ha, từ đây mà tới cái đầu dòi luôn ha. Còn cái đế dưới đây là nó khoảng 450 nha bà con. Gần 50, 48 nha. Đó. Cái mà ngang ở trên đố này là 20. Đó, chiều dài. Dài đố là 25. Đó, cặp voi này rất là đẹp nha bà con. Cái này thì không có bị tóc mái hay là bị nứt gì hết, nó còn khá là liền lạc và lành lặn nha. Rất là đẹp nha. Này về mình dễ để trưng bày những cái chậu cây kiển hoặc là trưng bày ở trước nhà rồi ha. Rất là đẹp hai voi bên lớn cửa ha. Voi này là voi lớn. Đó. Voi chào. Voi chào. Cặp voi này thì em giao lưu bà con là có giá là 9 triệu em bao ship toàn quốc, mã số 9 nha bà con. Yeah, 9 triệu đồng em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo mã số 10 cũng là cuối clip nha bà con. Đó, bà con mình có gì không kỹ không rõ, mình xem không có chi tiết gì thì bà con cứ việc kết bạn Zalo qua số điện thoại, em sẽ gửi hình ảnh thêm cho bà con mình xem. Đó.
Mã số 10, mã số 10 là một cây tủ mà trang điểm nha bà con. Đó, chất liệu là gỗ gõ đỏ luôn, rất là đẹp nha. Đó, tủ này cũng khá lớn nha bà con. Rồi cái chiều, cái chiều ngang của cái chiều dài cái tủ này 118. Đó, cái chiều sâu 41. Chiều cao nhất, chiều cao nhất là 160, gần 160 nha bà con. Đó, rất là đẹp ha. Hàng thì khảm ốc, khá nhiều ốc, rất là tơ tóc luôn ha. Đó, bà con mình xem ha. Đây, ở trên đây thì trạm đục rất là tinh tế luôn, rất là đẹp. Tủ này là đẹp nha bà con, tủ này cũng khá lớn. Đây, có những cái ngăn kéo ha. Đó, mình có thể mình để đồ trong đây nha bà con. Ở đây thì có hai cái học hai bên, khá là dày dặn luôn. Hàng này gỗ gõ khoảng 20 năm đổ về nha bà con. 20, 20 mấy năm đổ về nha. Đó, ốc thì ốc đỏ bà con nhìn thấy rất là sắc luôn. Đó, ở đây là khảm những cái chi tiết nhỏ 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 nhỏ, nhỏ ha, khá là tơ tóc. Đây, đó, cái bộ cái này thì có một cái ghế nữa nha bà con. Đây, nhìn cái ghế này ha, 32, gần 33. Đó, nó cũng 33, gần 33 vuông nha. Cao như vậy, cao thì nó khoảng 439. Đó, này thì em giao lưu với bà con có giá là 27 triệu em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số 10 nha. Yeah. Mã số 10, 27 triệu cái bàn trang điểm này ha. Đó, cái này cũng là cuối clip nha bà con, mã số 10 này nha. Rồi, yeah. Cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, yeah. Rồi, quý cô chú yêu mến đồ sửa cũ nhớ đăng ký kênh theo chú để mình theo dõi thêm nhiều cái clip khác nữa. Còn cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip tiếp theo.